Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một cái ba căn nhà rất là đẹp luôn, vừa mới hoàn thiện nha cô chú anh chị ơi. Và ba căn nhà này á là sổ hồng riêng thổ cư 100%, đối diện với lại là những căn biệt thự sân vườn rất là rộng và thoáng ha cô chú anh chị nha. Và ở đây thì được cái là căn nhà của mình là sổ hồng riêng nè, đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt luôn. Và ở khu vực đây á thì dân cư ở đông đúc hết rồi. Ở đường đây thì trước nhà là đường 3,5 m. Xe ô tô nhỏ vào tận bên trong nhà nha cô chú anh chị nha. Và khu vực đây thì có cống rãnh thoát nước đầy đủ luôn. Căn nhà của mình với mức giá rất là yêu thương luôn, chỉ cần thanh toán dùm Tâm đúng 900 triệu thôi, còn bao nhiêu ngân hàng cho vay. Tổng mức giá của căn nhà này là 2 tỷ 130 triệu, còn thương lượng mạnh mẽ luôn. Hướng nhà là hướng đông thuộc về đông tứ mệnh. Căn nhà của mình có 4 phòng ngủ nè, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, cho cô chú anh chị một cảm giác rất là thoải mái luôn. Sân trước là 4 m và sân sau giếng trời, tặng full nội thất cao cấp dành đến cho gia đình mình. Ở trong khu vực đây thì có đèn đường đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Và dân cư ở đông đúc có những quà dừa rất là dễ thương luôn. Và đối diện là một cái nhà ba gian sân vườn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Và căn nhà của mình với mức giá này thì so với thị trường xung quanh thì rẻ hơn rất là nhiều luôn. Và với một cái kiểu mẫu rất là đẹp ha, máy thái. Và ở đây thì với tông màu vàng hộp gà rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Cô chú anh chị nào mà thích căn nhà này cứ gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video để mình được sở hữu một cái căn nhà đẹp nha. Và với diện tích ngang 5m3, dài 20 thì quá ok, hợp lý luôn, quá là tuyệt vời luôn á nha. Và ở đây thì mình có lớp cửa 4 cánh đây, cắt sắt CNC với tông màu đen và màu trắng nha, quá là đẹp luôn. Và ở ngoài thì có được là 2 trụ cột với lại cổng mái ngói rất là hầm hố luôn cô chú anh chị. Và bên trong đây thì khoảng sân trước mình đây 4m nè, về cô chú anh chị mình để được 6 đến 7 chiếc xe máy thoải mái luôn. Hả cô chú anh chị thấy quá ok, hợp lý nha. Và bên phải trong đây thì cũng có được là một cái hàng bông để mình cô chú anh chị mình trồng cây. Và hiện tại thì bên Tâm đã trồng hết rồi, với những cái cây trúc quân tử nè, những cây bông bụt rất là dễ thương, kim ngân nữa. Và có đèn khuếch tán ánh sáng về buổi chiều á thì rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị ha, chiều tối. Và gạch men ở bên ngoài á được ốp lát rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn, và chống được là trơn trượt khi mà có trời mưa hoặc nước cho người lớn tuổi và bé nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi vào bên trong đây, không gian của phòng khách thì có được là có cửa kính cường lực, có bông gió rất là đẹp và kiên cố luôn ha, khung sắt để đảm bảo sự an toàn cho cô chú anh chị. Vào bên trong đây thì không gian phòng khách nè, hệ thống đèn led, đèn lon rất là đẹp và sang luôn đó, trần thạch cao. Và bên dưới là đá bóng kiến là 80 nhưng với 80 phân may rất là sang luôn. Một bộ sofa dành đến cho cô chú anh chị nhìn rất là ngầu luôn nha đó. Và đây thì có mặt bàn bằng đá mâm bồ và có những cái học tủ ở bên dưới để mình có thể để đồ, quá ok. Ở dưới cầu thang cũng có lớp tủ cầu thang nhỏ nhỏ ha. Rồi ngay đây thì mình có được là một cái không gian của kệ tivi và được ốp nhựa PVC, phần đá hoa cương rất là đẹp và sang, độ bền lên tới là 20-30 năm lần cô chú anh chị yên tâm. Rồi vào bên trong đây, không gian của bếp đây rộng rãi thoáng mát, có kính cắt giác rất là đẹp luôn để cho không gian của bếp nó rộng và nó có chiều sâu ha. Và đây thì mình có được là một cái bộ bàn ăn bằng đá mâm bồ và thông minh, mình có thể kéo dài ra đó để cho mình tận dụng được cái diện tích của căn nhà. Và bàn ăn đây là 6 ghế nha, có đủ 6 ghế đầy đủ hết. Căn nhà của mình có 4 phòng ngủ nên cô chú anh chị ở được đến 6, 8 hoặc 10 thành viên luôn ha. Ở đây thì có được là một cái cây phát tài núi nha, cô chú anh chị thấy quá đẹp luôn và dễ thương nữa. Bên trong nhà có được một cái khoảng không gian xanh để cho cô chú anh chị mình tái tạo lại năng lượng rất là ok, hợp lý. Rồi có tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè, mặt bếp bằng đá hoa cương và có kính cường lực đó, phun màu và hệ thống đèn led cực kỳ là đẹp và sang. Dưới đây thì mình có được một cái phòng ngủ dành đến cho những cô chú lớn tuổi đây, có được không gian ở bên ngoài nhìn ra là thấy được là nhà dân quá trời nhiều luôn đó, không sợ vắng, không sợ buồn đâu cô chú chị. Và khu vực đây á, thì nhà mình á đi theo tuyến đường là quốc lộ 1A đến chợ Bình Chánh, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà rất là thuận tiện luôn đó. Và ở đây thì trên đường Đinh Đức Thiện vào bên trong nhà chỉ có 500 m thôi cô chú anh chị ơi. Và khu vực đây á thì cô chú anh chị mình yên tâm, thuộc là xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc nha, sau lưng với lại là chợ Cầu Tràm luôn, nên cô chú anh chị mình đi chợ hoặc là cho con em đi học trong độ tuổi cấp sắp đến trường thì cũng rất là thuận tiện, chỉ có 5 phút thôi, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 rất là ok, hợp lý nha.
Rồi, ngay đây thì có cầu thang. Cầu thang thì làm bằng sắt nè, rất là dễ thương luôn. Sắt uống mỹ nghệ nha cô chú anh chị. Và tay vịn bằng gỗ luôn. Wow, quá hợp lý nha cô chú anh chị ơi. Quá tuyệt vời luôn. Và ở trên đây á, thì gia đình mình thấy là không gian rất là thoải mái, rất là mát mẻ luôn. Mình để một cái phòng thờ ngay khu vực đây. Ok, hợp lý luôn đó nha gia đình mình. Rồi, ngay đây mình có được là một cái nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm. Tất cả đều được ốp lát gạch men lên tới trần luôn ha. Rồi ngay đây phòng ngủ thứ hai có được cửa sổ ha, nhìn xung quanh đây có những cái hàng dừa, những hàng chuối và những cái hàng tre bóng mát, rất là mát mẻ luôn đó, và cực kỳ là sang cho cô chú anh chị ha. Đây thì mình có thể làm không gian thờ phượng đây, ngay khu vực đây cũng rất ok hợp lý. Rồi phòng ngủ cuối cùng đó, rộng thoáng nha cô chú anh chị, hệ thống đèn led, đèn lon đầy đủ hết, trần gạch cấp ha. Rồi ở đây thì gia đình mình thấy rất là sang, cực kỳ là sang luôn, quá là đẹp luôn á. Rồi ngay khu vực đây cô chú anh chị thấy quá đẹp luôn, với không gian những cây dừa nè, cây xoài á, và những cái mảng sân vườn làm cho cô chú anh chị mình cảm giác rất là thoải mái. Những cái lục bình, và ở trên đây thì bằng mặt đá hoa cương, với một cái căn nhà rất là đẹp luôn, diện tích ngang 5m3, dài tới 20m, kết cấu một chợp một lầu mái thái rất là đẹp. Ở đây có 3 căn sổ hồng riêng, từng căn sổ hồng riêng biệt luôn, vay được ngân hàng 50-70% giá trị nha. Cô chú anh chị mình thanh toán dùm tâm đúng 900 triệu thôi, còn bao nhiêu ngân hàng cho vay. Tổng mức giá của căn nhà này là 2.130.000.000 thôi, quá tuyệt vời, còn thương lượng mạnh mẽ luôn. Và căn nhà này tâm cam kết với cô chú anh chị ở đâu rẻ bên tâm rẻ hơn, và với mức giá cực kỳ là đẹp và sang, với một cái căn nhà 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, sân trước là 4m và sân sau giếng trời, cho cô chú anh chị một cái cảm giác rất là thoải mái. Đường trước nhà đây là đường xe ô tô 4 chỗ vào tận bên trong nhà ha. Và khu vực đây thì cô chú anh chị đi từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà cách 4 cây số thôi, trên đường Đinh Đức Thiện, để vào bên trong nhà rất là thuận tiện. Gần chợ, gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trạm y tế, thuê động, đường máy xanh, bắc quá xanh, cách với trung tâm thành phố khoảng tầm đâu đó 20 cây số. Cô chú anh chị nào thích căn nhà này cứ gọi tâm qua số điện thoại bên dưới video. Căn nhà hướng đông thuộc về đông tứ mệnh, dành cho những ai phù hợp với phong thủy hướng đông nha. Và nếu căn nhà này phù hợp với gia đình mình cứ gọi tâm. Tâm có rất là nhiều mẫu nhà từ vài trăm triệu, 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, thậm chí là vài tỷ, vài chục tỷ để dành đến cho cô chú anh chị trong dịp cuối năm hoặc đầu năm mới. Chúc gia đình mình có thật nhiều sức khỏe, tìm được những căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất trên kênh của Tâm. Và Tâm cam kết là giá trên kênh của Tâm là rẻ nhất trên thị trường luôn nha. Ở đâu rẻ, ở Tâm rẻ hơn. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.